Dạ em xin phép chào chị. Dạ chào các anh ạ. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1986. Em ở tại ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Hôm nay em đến đây em nhờ đội hiệp sĩ của anh Hải giúp đỡ cho em tìm con em là bé Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh 2018, bé được 6 tuổi. Đó là ba của bé bắt bé lên Sài Gòn từ năm 2023 giữa năm. Đó là bắt lên Sài Gòn rồi không cho em gặp con em. Rồi em cũng có nhờ các anh em gửi đến các ban tư pháp này kia để giải quyết cho em. Nhưng mà các anh cũng đang giải quyết. Nhưng mà em nóng lòng con em quá. Em cũng có liên hệ với nhà trường thì được nhà trường cho thăm con. Mà tới chừng mà ảnh hay được á, ảnh hay được là nhà trường cho em thăm con á, rồi bây giờ ảnh bắt bé đi mất tiêu luôn rồi. Trời rồi đất còn ơi. Còn ảnh còn ở đó, nhưng mà bây giờ con em không biết tung tích. Ảnh cũng thách thức em, thăm dò em đủ thứ hết trơn á. Chị và chồng của chị là thôi nhau lâu chưa? Dạ em thôi hồi năm 2022. Em không có sống chung với ảnh nữa. Tới 2023 là giữa năm là ảnh về ảnh bắt con. Rồi đó tới giờ em nuôi con ạ. Trước kia là chị với chồng chị là sống chung với nhau, là mình có làm đăng ký kết hôn không? Dạ không, tụi em tự nguyện đến với nhau. Rồi xong rồi mâu thuẫn gì chuyện gia đình không bắt đồng cái ý kiến với nhau á. Bắt đồng quan điểm. Dạ, rồi tụi em mới đi về, em mới dẫn con đi về quê, quê mẹ sinh sống. Ảnh hiện tại bây giờ cũng đang ở ấp 3 xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh. Đó mà bây giờ là đưa con em đi mất tiêu rồi, em con không liên lạc được. Con của chị sau khi mà hai vợ chồng là không còn sống được với nhau nữa. Mình tạm gọi là vợ chồng thôi. Dạ. Nhưng mà trên pháp luật là đâu phải vợ chồng, bởi dạ. vì đâu có giấy đăng ký kết hôn đâu, đúng không? Dạ. Là con là ai nuôi? Dạ con á thì hồi từ nhỏ đến lớn thì em nuôi. Đó rồi giữa năm 2023 đó thì ảnh về ảnh thăm dò đủ thứ hết. Rồi ảnh bắt con em đi. Rồi em cũng gửi đơn đi nhờ bên chính quyền giải quyết. Dạ. Thì cũng đang thụ lý hồ sơ, nhưng mà em nóng lòng con em quá. Bây giờ em liên hệ cháu không được, bây giờ cháu không còn học ở trong nhà trường nữa, không còn học nhà trẻ dựng thơm nữa. Con nhà mình là giấy khai sinh là mang họ mẹ hay họ cha đấy? Dạ, họ mẹ. Họ mẹ đúng không? Dạ. Vậy là chị nuôi cho tới 4 tuổi hả? Dạ, nuôi được 4 tuổi. Sau đó thì đi học lớp mầm. Dạ, thì lớp chồi ạ. Lớp chồi hả? Dạ. Là chồng của chị tới thăm. Dạ. Rồi bắt đi luôn. Dạ. Ôi trời đất ơi, sao lại có cái chuyện đó được? Rồi và sau đó thì như thế nào, chị chia sẻ tiếp rồi đi. Rồi sau đó em mới nhờ người quen á tìm dùm cái trường học của bé. Một thời gian sau á mới tìm được cái trường học của bé. Thì em có lên em trình bày với cô giáo. Thì cô giáo mới cho em được thăm bé. Bao lâu ạ? Khoảng mấy năm? Dạ, thăm bé hồi Tết tới giờ là 6 tháng. Vậy là từ khi mà chồng chị đưa con chị đi dạ. cho tới chị lúc mới thăm đây là được mấy năm? Dạ, được 6 tháng nay à. 6 tháng nay hả? Dạ. Là chồng không cho thăm hả? Chồng không có cho gặp mặt luôn. Sao kìa? Không cho gặp mặt con. Mỗi lần mà em đòi lên thăm con á là ảnh thăm dò đủ thứ hết trơn á. Rồi em mới liên hệ được cô giáo mới che chở cho em. Thì trong nhà trẻ vườn thơm á là rồi ở trong đó mấy cô rồi cũng thông cảm cho em gặp con em. Mình có gọi điện cho chồng chưa? Dạ có, nhưng mà ảnh ít có bắt máy lắm. Ảnh bắt máy lên ảnh nói rất là ngang luôn. Ảnh nói giờ là con ảnh nuôi dưỡng, ảnh không có cần tới em rồi này kia, ổng không cho em thăm. Ảnh cũng hăm he dữ lắm. Đâu được, chồng chị làm vậy là đâu đúng. Dạ. Con là con của chị sinh ra, mà đặc biệt rằng là mang cái giấy khai sinh của chị. Biết rằng chồng của chị là cha thật, nhưng mà mình phải làm sao hai vợ chồng mặc dù không sống được với nhau, nhưng mình phải sắp xếp cũng như là mình có một cái quan điểm chung để mà cho con được sống trong một cái môi trường lành mạnh tốt. Dạ. Ví dụ sống với chị thì chồng chị thăm non là bình thường. Dạ. Hoặc là sống với chồng của chị thì chị thăm non là bình thường. Dạ. Còn điều này mà mình chia cách cái tình mẫu tử như vậy là đâu có được. Cái này là sai hoàn toàn em thôi. Em nhắn tin cho ảnh nhiều rồi. Em nói bây giờ anh đi làm một thân một mình à, ở trên đây nữa, rồi ở trên Sài Gòn nữa, rồi hả anh ở nhờ ở đậu nữa. Thôi bây giờ anh đưa con về cho em đi, em chăm sóc cho nó. Rồi anh nhớ tới chừng nào anh về thăm chừng đó, không có gì hết trơn á. Bây giờ mình không còn tình cảm vợ chồng nữa thì mình cũng còn tình nghĩa con cái. Đúng mà em gì? Năn nỉ với ảnh, em nói chuyện với ảnh lý lẽ dữ lắm luôn, nhiều lắm, em nói nhiều cho ảnh nghe lắm, nhưng mà ảnh nhất quyết ảnh không nghe. Rồi nghe bây giờ ảnh
bắt con em đi đâu. Bây giờ em không biết tin tức, em nóng ruột quá. Bây giờ em lên em nhờ các anh làm ơn giúp đỡ giùm em. Vậy là mình em đã trình báo cơ quan chức năng công an rồi đúng không ạ? Dạ, em trình báo rồi. Vậy là bây giờ chị đang lo. Dạ, không em biết đang là bé lo. Như thế nào? Dạ. Đặc biệt là bé từ bé lúc gái mà nữa. Bé gái mà bé từ lúc sinh ra là ở với mẹ rồi. Dạ. Bao nhiều giờ lần lên trường á, bé thăm bé, bé không cho về, bé kêu nhờ mấy chú công an giải thoát cho con về với mẹ đi. Trời đất ơi. Nó khóc dữ lắm nôm, chân em nó không cho em về. Mình là có mấy người con? Dạ em hai người. Con trai lớn của em á là được 20 tuổi rồi. Ủa, lại vậy là mình trước là mình lỡ bước hả? Dạ. Trời đất ơi. Lỡ bước vừa được lâu không thì chị gặp người đàn ông sau? Dạ, con em 14 tuổi em mới gặp được người sau này là anh ảnh tên là Quỳnh Thanh Hùng. Dạ. Dạ. Con trai lớn thì mình có biết cái chuyện này chưa? Dạ biết. Có thương mẹ thương em không? Có lo lắng cho em không? Dạ có ạ. Vậy là mình quen cái người đàn ông sau này là trong hoàn cảnh nào đây? À, dạ nhà ảnh cũng gần nhà em cách khoảng 4 cây số thôi. Rồi ảnh ra ảnh nói chung là ảnh cũng có gia đình. Ừ. Mà ảnh ly thân vợ rồi, ảnh cũng nói là ảnh ly dị. Rồi em cũng không biết. Rồi có xong ly dị rồi, chưa? Dạ chưa ly dị. Rồi trời xong rồi á, bắt đầu á ảnh cũng như là ảnh dụ dỗ em. Ừ. Em cũng nói chung là mình lo làm ăn thôi, mình cũng không có biết gì ở ngoài đời. Yeah. Rồi bắt đầu á có tình cảm rồi hai đứa mới đi lên Sài Gòn ấp 3 xã Bình Lợi sinh sống. Rồi mới sanh ra bé Ngọc. Tức là cùng quê Hậu Giang hả? Dạ cùng quê luôn ạ. À. Gần nhà luôn hả? Dạ. Ảnh là ở ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Còn em ở ấp Long Hòa A1. Mình quen nhau như vậy là mình có tìm hiểu kỹ chưa? Dạ lúc đó thì ảnh nói vậy thì em cũng nghe vậy. Chứ em cũng không có đi đây đi đó. Sao rồi cái lúc đó dành. Sao cái lúc đó mình không làm đám cưới? Mình có làm không? Em có kêu làm mà tới lúc đó bắt đầu ảnh mới lộ ra. Rồi anh nói thôi để có con đi. Anh dụ em vậy đó. Rồi cái xong cái em cũng thương ảnh. Rồi thôi rồi để có con. Bởi vì gia đình em không ai chịu hết. Cái lúc em hỏi chị nè, cái lúc mà mình đưa ra vấn đề đám cưới mà chồng chị gọi là không phải chồng nữa. Dạ. Nói với chị là cái chuyện là chưa ly dị vợ hả? Dạ. Lúc đó là mình có bầu chưa? Dạ lúc đó có bầu em bé rồi. Trời ơi. Dạ, có bầu 4 tháng rồi. Quen được mấy tháng là mình có em bé đi. À, dạ em quen được một năm mấy á. Mấy? Dạ. Mà một năm mấy chị không biết luôn. Dạ không. Ôi trời ơi, chị không tìm hiểu hả? Dạ không, tại vì lúc đó ảnh nói sao thì nghe vậy. Chứ tại nhà em buôn bán không có đi đâu hết trơn á. Em ở trong nhà không à. Người ta nói chuyện ngọt không? Dạ cũng ngọt ngào lắm anh. Ngọt sao bây giờ người ta nói chuyện kỳ cục vậy chị? Rồi đi lên huyện Bình Chánh ở thì tụi em cũng đi làm công nhân đồ này kia sống sinh sống cũng được hạnh phúc thời gian. Rồi sau đó vợ ảnh mới lên. Ôi trời đất ơi, vợ lên sao? Dạ vợ ảnh mới lên đó là lên chơi. Ừ. Đó thăm ảnh rồi này kia. Rồi em lúc đó là em mới té ra là ảnh chưa có chịu ly dị. Rồi sau này á là ảnh về ảnh biết vợ ảnh cũng như là trong thời gian em dắt bé về để em ly thân với ảnh rồi đó, em cũng nói ảnh bây giờ là trong hai chọn một đó. Thì em dắt bé về rồi thì ảnh về ảnh không có chịu ly dị vợ ảnh. Lúc đó ảnh về ảnh sống lại với vợ là em cũng để cho ảnh sống với vợ. Sau một thời gian ảnh mới thấy vợ ảnh sau đó là hai người mới ly dị. Rồi ly dị xong rồi ảnh muốn quay về với em, rồi ảnh đòi bắt bé, rồi ảnh hăm vợ em đủ thứ hết trơn, em không chịu về. Lúc đó em không chịu về, em nói thôi bây giờ tôi ở với vị đặng tôi nuôi con. Tại vì thằng trai của em á là ảnh không có chịu cho em cấp dưỡng. Anh nói bây giờ là đi lên Sài Gòn làm, đi làm sống đặng nuôi bé Ngọc. Thì em mới nói là em đi lên Sài Gòn em sống em làm, nhưng mà em cũng gửi về một tháng mấy triệu cho con em, tại con em đang đi học đại học đó. Thì anh không chịu, anh nói không, nếu mà nuôi con của em là anh không chịu. Rồi từ đó về sau anh hăm vợ rồi anh bắt bé đi luôn. Trời đất ơi, đúng ra từ dạ. Đầu là chị phải chấm dứt với người đàn ông này rồi. Dạ bởi vì bây giờ gia đình đồ này kia thì chị cũng la cũng trách dữ lắm. Dạ đúng không? Dạ em hỏi cái chuyện riêng tư xíu à. Dạ cái người chồng đầu của chị sao mà mình lại dừng lại? Dạ người chồng đầu thì cũng là mai mối, ở nhà mai mối thì em mới ưng rồi về cũng có bầu bé trai đó, là
cái đầu chồng của em á cũng lăng nhăng người này người kia, rồi em mới chịu không nổi, thôi em chia tay, em ở vậy em nuôi con, em làm phụ gia đình, em làm tiệm tóc này kia, nói chung làm việc tự do nuôi con đó. Rồi mãi tới con em là học lớp 7 thì em mới quen biết với anh này. Đúng ra như này mình bỏ được cái gánh nặng trên vai xuống rồi á, người phụ nữ khổ lắm chị ạ. Dạ. Mình bỏ được cái gánh nặng trên vai xuống rồi là mình cảm thấy mình khỏe rồi, mình quen nữa chi, hay là lúc đó mình còn trẻ. Dạ lúc đó em còn trẻ ạ. Lúc đó mình em mới có 30 à. 30 ha. Dạ. Và mong muốn rằng là có một người đàn ông, một người chồng để sống nốt quãng đời còn lại, đúng không? Dạ, dạ. Một bờ vai để mà mình dựa dẫm, nhưng mà rất tiếc rằng lần hai thì lại thật sự rất đau lòng. Và cái người đàn ông này gặp chị cũng như là chuyện trò với chị rất ngọt ngào. Nhưng dạ. mà sau khi lộ ra cái chuyện là còn vợ, cũng như là chưa ly dị vợ và vợ lên tận nơi. Dạ. Thì lúc đó là chị tá hỏa chưa? Dạ. Tá hỏa rồi đúng không? Là lúc đó, lúc cái thời điểm mà vợ của anh ấy lên tận nơi là con nhà mình được mấy tháng rồi? Dạ, bé được 1 tuổi. Nhưng mà đúng ra là từ lúc mà chị mang bầu 4 tháng là chị đã biết rồi, chưa ly dị vợ rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là theo như chị đã muộn rồi hả? Bây giờ đã muộn rồi, em cũng là nói với anh hoài à, em nói là anh ơi, bây giờ anh giải quyết cho xong đâu vào đó. Để không thôi ba mẹ em không có chịu, ba mẹ em không có cho về nhà. Chị rơi vào một cái tình huống gọi là lui cũng khó mà đi tới cũng khó, thật sự là như vậy. Trong thời gian bởi đó vì là em làm, em nuôi con của em, trai của em nữa, ảnh chửi dữ lắm, ảnh mắng ảnh chửi dữ lắm. Người đàn ông mà thương mình, người đàn ông sao mà thương mình, mình phải đặt vấn đề trước là thương mẹ phải thương cả con. Bởi vì một người mẹ đơn thân mà nuôi con, xác định đi bước nữa, mình phải tìm hiểu kỹ cái người đàn ông đó như thế nào, có thật sự thật lòng thương mình không. Dạ. Đã thương mình là phải thương con, còn nếu mà thương mình không mà không thương con là không được rồi. Đúng thì không? Mới đầu anh cũng hứa với em á là thương mẹ bế con, mà rốt cuộc rồi khi mà em sanh bé này ra thì anh không có cho em hứa thì ai mà con cả em hứa nữa. Được dạ. Hứa thì ai mà hứa được đúng không, lời dạ. nói mà nói kiểu gì chẳng nói được. Nhưng mà cái thời điểm đó nếu mà chị sáng suốt ra, nếu mà chị chấp nhận thà đau một lần còn hơn là chị biết được cái người đàn ông đó đang còn vợ mà chưa ly dị, chị chấm dứt ngay cái thời điểm đó là bây giờ là tốt đẹp rồi, đúng không? Em suy nghĩ á, tại vì bé trước á, nó đã thiếu thốn cái tình cảm tình cha, nên bây giờ á, em nghĩ con gái của em á, nếu như mà nó thiếu thốn tình cha nữa thì tội cho nó, tủi thân, đúng không? Em cũng giải thích cho anh nghe, nói bây giờ á, em muốn cho con em có cái gia đình thì thôi, bây giờ nghèo khổ gì á thì bây giờ cũng gán sống, nhưng mà anh có tình thương với con em đi, thì sau này nó cũng biết ơn anh, nó cũng thương anh lại. Nhưng mà anh không chịu, anh mới lộ ra cái bản chất ích kỷ. Lúc đó là mình mới phát hiện được cái bản tính thật sự của dạ. cái người đàn ông mà mình đặt hết hy vọng niềm tin vào. Dạ. Lúc đó đổ vỡ rồi mình cảm thấy hụt hẫng không? Dạ, em cũng có nhiều lần ha, em tính nhảy cầu em tự dặn. Ôi trời đất ơi, nhảy cầu chi? Nhưng mà người này kêu phiên, bây giờ con gái của em nó mới có mấy tháng hả? Bây giờ gán đi, lộ ra bản chắc là không có ly dị rồi còn quen người này người kia nữa. Quen những người phụ nữ sau hả? Dạ. Bởi vì tính của người ta đang còn vợ mà người ta quen được chị thôi, thì tất nhiên người ta đã bỏ được vợ để người ta quen chị. Dạ. Thì người ta sẽ sẵn sàng bỏ được chị để người ta quen người phụ nữ khác. Cái điều đó là cái điều bình thường. Lúc mà em sanh bé được mấy tháng là ở đầu là em nghe người này người kia nói, rồi anh quen người này người kia, chính mắt em biết luôn. Nhiều lần em cũng buồn lắm, em cũng suy nghĩ, nhưng mà nghĩ tới con em nó có mấy tháng à, thôi em cũng gán, em duy trì, em nhịn nhục, em sống. Thì thời gian sau anh cũng làm quá đáng, anh đem tiền về cho vợ cho con ảnh đó, rồi xong rồi mâu thuẫn xảy ra đủ thứ hết trơn á, rồi thôi, rồi em thấy vậy. Ngay chân cái năm 2021 á, dạ. là ngay giãn cách xã hội đó, em ẵm con về quê thì được ba mẹ em chấp nhận. Ba mẹ em nói thôi bây giờ đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, thì giúp em nuôi bé. Ngày xưa là ba mẹ anh em trong gia đình là khuyên chị dữ lắm đúng không? Dạ, khuyên la dữ lắm luôn. Rồi tới chừng mà hay em có bầu với anh á là không chấp nhận luôn, rồi từ bỏ luôn. Bởi biết sao không, thường thường là người ngoài cuộc người ta nhìn nhận rõ được vấn đề lắm. Dạ. Còn chị là trong cuộc là chị bị u mê, dạ. u mê. Có thể là cái thời điểm đó cái người đàn ông nó tốt với chị, tình cảm với chị, ngọt ngào với chị và hứa hẹn trong tương lai.
sẽ xây dựng cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng như nuôi con là tốt đẹp, đúng không ạ? Nên mà chị bị cuốn, bị u mê theo. Em biết rằng là cha mẹ của chị, tất cả mọi người đều trách chị, bởi vì là chị đã đi lầm đường lạc bước, khuyên chị không nghe, đúng không ạ? Khuyên từ đầu rồi, đúng không? Khuyên từ đầu nhưng mà chị không nghe, chị cứ gọi là lý trí thất bại trước con tim đấy. Rồi xong rồi bây giờ lỡ có bầu bé rồi, bây giờ phải đi tiếp luôn, mình cho bé nó cũng có cha, nó có cái gia đình chứ, để đứa lớn khổ đã khổ rồi. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không được, mình dung đắp cách mấy cũng không được, rồi thôi đành phải quay về với gia đình, chấp nhận, cũng như gia đình cũng la gầy lắm. Chứ cha mẹ nào mà bỏ con vậy? Dạ, nhưng mà không bỏ được, đúng không? Cha mẹ chị, anh em chị không bao giờ bỏ chị được. Dạ, bởi vì máu mủ cháu mất tích gì nè, cũng ông bà rối ruột lắm. Rồi được người này người kia chỉ lên bên đội hiệp sĩ Hải đã giải cứu được nhiều người vậy đó. Rồi kêu lên đây đi. Đó, đặng sớm đi đổng thôi á, nhậm khi nó gửi con mình chỗ này chỗ kia rồi không biết con của mình nó ra làm sao nữa. Bây giờ chị rất lo cho vấn đề của bé, đặc biệt là bé mới có 6 tuổi. Dạ. 6 tuổi là bé, dù cho em nói thật luôn nhá. Dù cho bé 6 tuổi mà vợ chồng có đăng ký kết hôn, khi ra tòa lấy dị thì người đang được quyền chăm sóc của người mẹ đấy. Bé nhà mình đủ 6 tuổi chưa? Dạ đủ 6 tuổi rồi. Bé còn nhỏ mà đang được quyền chăm sóc và bảo vệ của người mẹ. Nhưng mà tới giờ phút này là chồng của chị, không phải là chồng nữa. Em xin lỗi vì em lỡ miệng. Cái này là người đàn ông gọi là người tình của chị thôi, chứ không phải là chồng của chị. Dẫn con đi mà chưa biết đi đâu về đâu như thế nào, không biết bé nhà mình có được an toàn hay không. Đó là cái điều mà không riêng gì chị và gia đình, mà tất cả mọi người đều rất lo lắng. Cái tâm nguyện của chị ảnh hôm cách đây 3 hôm ảnh mới nói với em á, là bây giờ em lên thăm con đi, em đi mình thôi, là lúc nào cũng có con hết trơn á. Nhưng mà bây giờ á, là em á phải đưa cho anh một cây vàng, trời đất, anh giải quyết nợ nần đó. Nói ủa bây giờ á, anh bắt con em đi, nếu mà anh khó khăn thì anh đưa con em về đi, rồi anh đi làm đi, rồi lúc nào anh trả nợ đi, rồi lúc nào á, anh muốn về thăm con thì em cho anh thăm con, bây giờ để con á đặng em chăm sóc đi đó. Vậy đó mà cũng không chịu luôn. Tức là người chờ người tình của chị. Dạ. Nói cha của bé nói là lên thăm con thì đưa cho ảnh một cây vàng. Dạ. Một cái câu chuyện thật là phi lý. Rồi ảnh cho thăm. Rồi em mới nói là bây giờ em không có tiền, em không có tiền bạc gì hết trơn á. Bây giờ anh đưa con em về thì em lo cho con. Rồi anh làm đi, anh làm anh trả nợ đi, chứ nợ nặng thì của anh chứ đâu phải của em đâu. Dạ. Chị thấy đi khổ chưa? Em thấy là chị là long đong lận đận về đồng tình duyên đấy nhá. Dạ. Khổ rồi đấy. Bây giờ tới giờ phút này là bé đang trong cái sự mà gia đình rất lo lắng này, không biết bé ra sao này, ăn uống những ngày qua ra sao này, những tháng qua để học hành sao đây. Em cũng biết bé nó cũng nôn nóng lắm. Mỗi lần đi thăm nó là nó cứ kêu gọi chú công an giải cứu cho con về. Bé kêu vậy luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Mà cô giáo khóc thôi, cô giáo không có dám làm chứ, tại vì ổng điện cho cô giáo, ổng hăm dọa cô giáo, nếu mà hăm dọa của cô giáo luôn. Dạ. Chị nói có thật không? Hăm dọa. Dạ. Cứ việc đi lên trên trường giường thơm. Thôi mình không tiết lộ cái trường đó ra, ảnh hưởng tới cô giáo lắm. Dạ. Tức là những cái lời vừa rồi chị chia sẻ là hoàn toàn đều đúng với sự thật. Dạ. Còn nếu mà chị chia sẻ không đúng sự thật là chị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm thôi nha. Dạ, em biết rồi. Người đàn ông như vậy thì... Anh gửi anh đi làm về tối lắm. Anh gửi cô giáo kể. Gửi nhà cô giáo. Thôi bây giờ như này, mình không có chia sẻ người cô giáo đó ra nữa. Dạ. Bởi vì chia sẻ ra sợ cô giáo đó lại gặp những cái điều phiền phức. Dạ. Nha. Khổ thật sự khổ. Bây giờ chị hãy nói một cái điều gì đó với cái người đàn ông đó đi. Hy vọng người đàn ông nó xem được video này sớm đưa con nhà mình quay trở về để anh gặp chị. Anh Quỳnh Thanh Hùng à, em nói cho anh nghe, anh đưa con về cho em đi, em sẽ nuôi dưỡng con á, ăn học đàng hoàng. Đó rồi anh muốn về thăm lúc nào cũng được chứ, em không có cần anh cấp dưỡng cho con, em cũng không làm khó anh gì chứ. Anh cho em gặp con, đưa con về để mà lo cho nó cho đàng hoàng. Anh đi làm đi, không có sao hết trơn á. Câu chuyện của chị khi mà đăng tải lên, chắc chắn rằng cô chú anh chị cộng đồng mạng sẽ rất là bức xúc. Dạ. Rất bức xúc, thật sự rất bức xúc đấy. Và tất cả các cô chú anh chị sẽ chung tay để giúp đỡ gia đình nhà mình. Và em hy vọng những cái lời của chị chia sẻ là thật tình, để mà đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với mẹ, để được mẹ chăm sóc cũng như là gia đình
chăm sóc yêu thương cho bé học hành đàng hoàng để bé có một cái tương lai tốt đẹp. Bởi vì bé hiện nay mới 6 tuổi mà bé đang rơi vào một cái tình trạng gia đình là rất là phức tạp, đặc biệt là lo lắng cho bé không biết ăn uống ra sao, ngủ nghỉ như thế nào, đúng không ạ? Mà hiện tại bây giờ là cái người đàn ông đó đang chia cách cái tình mẫu tử, trong khi đó là con là chị sinh ra, biết rằng là có người đàn ông đó thì mới có đứa bé này, nhưng mà chị lại chăm sóc từ nhỏ, bây giờ bé nó cần hơi ấm của chị, cần sự chăm sóc. Còn người đàn ông kia tới giờ phút này mà nói cái câu là đưa một cây vàng mới cho đón con về thì thật sự càng lo cho bé hơn. Rồi cái câu chuyện của chị thì anh em đã ghi nhận nhá, sẽ cố gắng hết sức. Cuối cùng mà em cũng cảm ơn đội hiệp sĩ đã giúp em, rồi sau đó em cảm ơn cộng đồng mạng, em nhờ cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ giùm em, đặng em đưa bé về nhà, đặng lo cho bé ăn học, nhất là bây giờ bé chuẩn bị vô lớp 1 rồi. Rất lo lắng cho bé, đúng không ạ? Nhưng mà em mong chị như thế này, bây giờ mình sau này mình có thương ai, yêu ai, mình phải tìm hiểu kỹ nhá. Trong cái câu chuyện này cũng có cái sai của chị đấy nhá. Chị sai là chị sai không nghe lời cha mẹ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai chị sai là chị chưa tìm hiểu kỹ mà chị yêu cái người đàn ông này, trong khi đó người ta còn vợ, đúng không ạ? Mà chị trong cái câu chuyện của chị thì thật sự chị cũng cái tình huống đó chị cũng khó ha, lui thì cũng khổ mà tiến thì lại càng khổ hơn, tiến thì khổ thêm, đúng chưa? Mình nhận ra cái sai của mình chưa? Em nhận được cái sai của em rồi. Gọi là sai một ly là đi, sai một ly người ta hay có cái câu là cái gì đó, sai một ly là đi cả ngàn dặm. Đó. Em bây giờ em mong là em đem cháu về nuôi dưỡng chứ em bây giờ em không dám nghĩ tới chuyện mà lập gia đình nữa. Tại vì bé chú của em đã 14 tuổi em mới gặp người này. Em nghĩ là kiếm sợ chỗ để dựa cái cho cái tinh thần của mình thôi. Chị là hiện tại chị đang làm công việc gì đây? Bây giờ em mua bán kinh doanh ha. Nhà em mua bán quán ăn sáng, cơm phở rồi này kia. Là ở Hậu Giang hả? Mẹ em buôn bán đó, rồi em buôn bán chung với mẹ. Thôi nghe lời mẹ đi, thì hy vọng rằng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như cô chú anh chị trên cộng đồng mạng sẽ tìm kiếm được cái thông tin chính thức rằng con nhà mình ở đâu, để khuyên cái người đàn ông đó, cha của bé, sớm đưa bé quay trở về cho mẹ chăm sóc. Dù gì thì mẹ chăm sóc phải tốt hơn cha đâu. Đặc biệt trong cái câu chuyện của mình thì người cha này tới giờ phút này mà kêu chị đưa vàng để biết được con về thì thật sự em thấy nhiều cái điều rất là bất thường, rất lo lắng cho bé. Hôm nay thì chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con và đặc biệt rất lo lắng cho con những ngày qua như thế nào. Và hy vọng rằng chồng, hy vọng rằng người đàn ông, người tình của chị, từng gọi là người tình cũ ha, nhìn nhận được vấn đề để đưa bé sớm qua trở về đoàn tụ với mẹ. Thì chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Dạ em đồng ý ạ. Và toàn bộ thông tin em hỏi lại chị một lần cuối cùng nha. Dạ. Toàn bộ thông tin câu chuyện chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng với sự thật. Nếu sai? Dạ em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm được, biết được chính thức cái thông tin của bé ở đâu để giúp bé sớm quay trở về với mẹ. Bởi vì hiện nay như người mẹ chia sẻ thì bé cũng đã vài lần nói với mẹ rằng là mẹ ơi cứu con, nhờ các chú công an cứu con. Đó là những cái lời mà người mẹ chia sẻ, thì thật sự khi em ngồi đây nghe được, không riêng gì em đâu mà bản thân tất cả cô chú anh chị nghe được cũng rất là thương bé và rất là xót xa cho bé. Bởi vì là cái chuyện của người lớn mà tới giờ phút này thì bé đang rơi vào cái tình trạng rất là thương, rất là tội nghiệp. Bởi vì là người lớn làm những cái điều gì đó thì anh em không quan tâm mấy. Nhưng có trẻ nhỏ thì anh em thật sự rất quan tâm. Chuyện của người lớn mà làm tổn thương tới đứa bé, bây giờ đứa bé này đang rơi vào cái tình trạng là bất hạnh đấy. Đúng chưa? Đúng ra là tuổi này là cái tuổi được cả cha cả mẹ chăm sóc này, đưa đón đi tới trường, ăn học đàng hoàng, đưa đi chơi công viên chiều thứ bảy hoặc chủ nhật. Nhưng mà bé bây giờ có không? Bé bây giờ là thiếu thốn đủ điều, không biết bé ở đâu nữa. Đó, rất lo lắng, rất sợ. Nên em mong rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ, hoặc đặc biệt những các anh chị thanh niên khi mình tìm hiểu đến với nhau, đặc biệt là những chị mà đã lỡ một chuyến đò rồi thì mình gặp những người đàn ông sau mình phải tìm hiểu kỹ, tránh trường hợp như trường hợp của chị để khổ lắm, khổ rất nhiều điều, thật sự rất khổ. Rồi là em xin phép chào chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị. Em hy vọng một ngày gần nhất anh em sẽ tìm kiếm được cái thông tin. Đội hiệp sĩ Hải, chào cảm ơn cộng đồng mạng. Xin phép chào chị nha, cố gắng nha.